Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng kẹp chân đột NK36 để cây trồng đất năng suất cao nhé. Đây là một giải pháp hiệu quả để hạn chế đốt non phát triển quá mức, giúp cây tập trung dinh dưỡng cho những bộ phận quan trọng khác. Trước khi bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị găng tay, khẩu trang và kẹp chân đột NK36. Nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân khi dùng sản phẩm này nhé. Tiếp theo, bạn cần xác định những đợt non cần kìm hãm. Đợt non thường mọc rất nhanh và hút nhiều dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của các bộ phận khác. Lấy kẹp NK36 và nhẹ nhàng kẹp vào vị trí đốt non. Lưu ý là đừng kẹp quá chặt để tránh làm tổn thương cây. Sau khi kẹp, nhớ kiểm tra lại xem đốt non đã được kìm hãm chưa. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh vị trí kẹp cho phù hợp. Hãy lặp lại quy trình này thường xuyên và theo dõi cây trồng để kẹp thêm khi cần thiết. Một điều quan trọng nữa là nên dùng kẹp chấn đột vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc nắng gặt để bảo vệ cây. Sau khi dùng xong, nhớ vệ sinh và bảo quản kẹp cẩn thận để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành hướng dẫn sử dụng kẹp chấn đột NK36 rồi. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có những mùa vụ bội thu. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Draplan.vn